Hãng ca tại vùng Coburg Victoria vừa đang thông báo cần tuyển hai nhân viên Napier với mức lương hấp dẫn với ca làm việc ban ngày từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối từ thứ hai đến thứ sáu, lương sẽ được chi trả 23 đô cho một giờ làm việc và sau 2 tuần mức lương sẽ được tăng lên là 24 đô cho một giờ làm việc với ca làm việc ban đêm từ 5 giờ tối đến 2 giờ sáng từ thứ hai đến thứ sáu, mức lương sẽ được chi trả là 28 đô cho một giờ làm việc môi trường làm việc thoải mái. Tại đây thì công việc có đều, đem đến thu nhập ổn định. Với lòng liên hệ đến số điện thoại 061 478 152 341 để biết thêm thông tin chi tiết. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành và theo dõi kênh YouTube Ten Network. Quý vị có thể tìm được cho mình những cơ hội việc làm như mong đợi, đó chính là niềm vui và hạnh phúc của chúng tôi. Hãy like, share, subscribe và nhấn biểu tượng chuông để kịp thời đón xem các kỳ phát sóng tiếp theo. Và nếu như quý vị đang cần tìm kiếm nhân sự, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại Công số 1-488-884-440 hoặc công số 1-29721-1521 hoặc có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ info at timemedia.tv Thân huyện Thần Ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!